634 nhục đậu khấu, tên khác nhục quả, ngọc quả, họ nhục đậu khấu. Bộ phận dùng nhân hạt và áo hạt phơi khô, mỗi năm thu hái quả hai lần vào các tháng 5, 6, 11 và 12. Sau khi hái quả, bóc bỏ vỏ, lấy riêng áo hạt ngâm nước rồi phơi sấy cho khô được nhục quả y. Hạt đem sấy ở nhiệt độ 80 độ đến khi lắc có tiếng lọc cọc thì đem đập lấy nhân. Nhục đậu khấu được chế biến như sau: nhục đậu khấu nướng, lấy áo hạt tẩm ướt rồi bọc bột mì cám gạo hoặc bột hoạt thạch đem nướng đến khi vỏ bọc cháy hết có thể đem sao cắt nóng nhục đậu khấu xương lấy nhân hạt sao nóng ép bỏ dầu lấy hạt tán bột gói vào dưới bàn rồi ép bỏ dầu tác dụng dược lý một tác dụng ức chế enzyme chuyển hóa thuốc ở gan chất nhục đậu khấu bằng n hexan sau đó phân lập có hệ thống được nhiều chất trong đó có ba chất dược coi như hoạt chất là myristicin, lycarin và dehydroisoquinol. 2. Tác dụng kích thích rồi ức chế. Nhục đậu khấu dùng liều thấp thì xúc tiến bài tiết dịch vị, giúp tiêu hóa tốt, kích thích nhu động ruột, gây ăn ngon. Liều cao sau một thời gian kích thích ngắn có hiện tượng mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, trì độn, buồn ngủ, có trạng thái tê mê. 3. Thử lâm sàng chữa tiêu chảy. 25 trẻ em bị tiêu chảy không đặc hiệu được điều trị bằng bài thuốc gồm các vị nhục đậu khấu. Quả của cây cuminum, nụ đinh hương và borax lượng bằng nhau, liều dùng 100 mg trên 1 kg một ngày, sau 7 ngày 80% khỏi, những trẻ còn lại khỏi vào tuần thứ hai. Ấn Độ. 4. Thử lâm sàng chữa sỏi thận. Bài thuốc làm thành viên nang 500 mg, trong đó nhục đậu khấu 100 mg, dây thần thông 100 mg, nhỏ nồi 100 mg, thân rễ cây ligulata 100 mg, dây tóc tiên 50 mg và cây Withania Sonifera Dunan để chữa sỏi thận. Mỗi ngày uống một viên nang, sỏi tan trong vòng 15 ngày, không thấy có tác dụng phụ. Một thử nghiệm lâm sàng khác cũng ở Ấn Độ dùng bài thuốc trên có thêm quả của cây gai chống điều trị cho 30 bệnh nhân sỏi thận. Loại sỏi canxi carbonat và canxi oxalat thấy các triệu chứng do sỏi giảm dần, sỏi tan trong vòng 15 đến 30 ngày. Tính vị công năng Nhục đậu khấu có vị cay, đắng, hơi chát, mùi thơm, tính ấm, có độc vào ba kinh tỳ vị và đại tràng có tác dụng ôn tỳ thu sáp, chỉ nôn, chỉ tả, lị, tiêu thực. Công dụng: nhục đậu khấu được dùng trong y học cổ truyền và y học hiện đại để chữa các bệnh đường tiêu hóa như kết lị, tiêu chảy, mất trương lực, đau bụng, đầy hơi, tiêu hóa kém, buồn nôn, suy mòn. Ở Ấn độ, nhục đậu khấu có được dùng để kích dục, gây sảy thai. Dạng dùng thông thường là thuốc bột hoặc thuốc viên, ngày uống 0,25 đến 0,5 g có thể đến 2 gam nếu bị tiêu chảy nặng. Dùng liều cao dễ bị ngộ độc, gây say nhục đậu khấu và bơ nhục đậu khấu được dùng xoa so bóp ngoài chữa tê thấp mạn tính đau người đau dây thần kinh tọa áo hạt là thuốc bổ máu với liều dùng gấp đôi gỗ có tác dụng hạ sốt bổ phổi và gan dầu bay hơi chết từ nhục đậu khấu có trong thành phần của nhiều chế phẩm ghi trong dược điển của nhiều nước như rượu thơm ammoniac dầu này nhỏ vào miếng đường rồi uống có tác dụng kích thích và lợi trung tiện dầu nặng của nhục đậu khấu được dùng để tẩy run chế thuốc mỡ kích thích tóc mọc thuốc uống nhuận tràng liều dùng của dầu là từ 1 đến 3 giọt một lần. Bài thuốc có nhục đậu khấu. một Chữa kém ăn, ăn không tiêu. Nhục đậu khấu 0,5 gram, nhục quế 0,5 gram, đinh hương 0,2 gram, tất cả tán thành bột. Chuồn đều với lactose, chia làm 3 gói, ngày uống 3 lần, mỗi lần một gói. 2. Chữa tỳ vị hư hàn, đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy kéo dài. Nhục đậu khấu nướng qua 0,5 gram, nhục quế 0,5 gram, mài với nước hay rượu uống, ngày 2 đến 3 lần, có thể dùng dạng thuốc bột gồm nhục đậu khấu 80g, quế 100g, đinh hương 40g, sa nhân 30g, mỗi vị tán thành bột trộn tất cả với 250g canxi cacbonat và 500g đường, ngày uống 1 đến 4g hoặc dùng bài thuốc gồm nhục đậu khấu 40g, vỏ lựu 40g, lấy cám gạo làm thành bánh, bao bọc nhục đậu khấu ở giữa rồi đem nướng đến khi cám cháy xém, lấy hạt nhục đậu khấu gói vào giấy bản, đập cho dầu chảy ra thấm vào giấy bản, vỏ quả lựu thái nhỏ sao vàng hai thứ tán nhỏ dây thành bột dây thành bột mịn luyện với hồ làm viên bằng hạt đỗ đen ngày uống ba lần và lúc đói mỗi lần từ 0,5 đến 1 gam với nước ấm hoặc cháo loãng ba thuốc giảm đau và chữa kết lị tiêu chảy cấp và mạn tính ấn độ nhục đậu khấu quả trà là và nhựa thuốc viện lượng bằng nhau trộn với dịch ép của lá trầu không làm thành viên tròn nặng 0,33 gam mỗi lần uống một viên ngày ba lần bốn chữa hen đau bụng đau dây thần kinh rong kinh, đau kinh, ho do co thắt, đau lưng. Bọt kép chế từ nhục đậu khấu, ngọn cây gai mèo, lòng não, bạch đậu khấu, đình hương, bạch hoa xà, lượng bằng nhau, liều dùng mỗi lần 0,75 đến 1,5 g ngày hai lần uống với mật ong. Chú ý, một dùng liều cao, có khi chỉ một hạt, sẽ gây ngộ độc và có thể chết người. Triệu chứng ngộ độc là giãn đồng tử như khi ngộ độc, beladon, tiểu tiện ra máu, những người nhiệt tả, nhiệt lị và bệnh mới phát không dùng nhục đậu khấu hai, hai bài thuốc ấn độ nói trên có thuốc viện và cây mèo là những vị thuốc độc dễ gây nghiện, dùng phải thận trọng. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo